bạn sẽ cần phải kiên nhẫn. Vì vậy, iPhone 13 đã có mặt ở đây và tôi khá chắc chắn rằng bạn có một số bạn bè, thành viên gia đình và rất có thể là những người quen đã khoe điện thoại thông minh mới nhất của Apple trên nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội của họ. Bạn đang tự hỏi với chính mình, tôi cũng ước mình có một chiếc iPhone 13, nhưng tôi không có đủ ngân sách cho mức giá 1.085 đô la Mỹ của nó. Không có gì phải xấu hổ vì mức lương trung bình hàng tháng của người Đông Nam Á là 1.079 đô la Mỹ. Nếu bạn muốn tránh phải trả tiền mua thiết bị với số lượng nhỏ hàng tháng, có một giải pháp thay thế tốt hơn và không có gì phải bàn cãi, chờ giá giảm. Vậy thời điểm tốt nhất để mua iPhone 13 là khi nào? Trang web thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á ePrice gần đây đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy rằng thời điểm tốt nhất để mua iPhone 13 là trong vòng 6 tháng sau khi ra mắt. iPhone 13 256GB có khả năng giảm 73 đô la Mỹ sau 6 tháng, nó cho biết trong phát hiện của mình. Điều này có nghĩa là tháng 3 năm 2022 sẽ là thời điểm hoàn hảo để sở hữu cho mình một chiếc iPhone 13 256GB mới sang chảnh với mức giá giảm 7% ở mức 1,012 đô la Mỹ. Nhưng nếu kiên nhẫn và sẵn sàng đợi cả năm, bạn sẽ có thể nhận được iPhone 13 256GB với mức chiết khấu 95 đô la Mỹ ở mức 995 đô la Mỹ. Do đó, ePrice khuyên bạn nên đợi 6 tháng để có được chiếc iPhone mới nhất. Chờ cả năm để mua chiếc iPhone mới nhất có thể không đáng vì mức giảm sẽ không đáng kể. Với mức chênh lệch chỉ 1%, đây là cách ePrice xác định thời điểm tốt nhất để mua iPhone 13. ePrice đã đưa ra kết luận này bằng cách phân tích lịch sử giá của iPhone XS, 11 và 12 trong suốt những năm qua. Nền tảng của họ chứa hàng tỷ sản phẩm trên 6 quốc gia ở Đông Nam Á và Hồng Kông. Điều thú vị là iPhone 12 giảm giá mạnh nhất. Giá gốc giảm xuống còn 12% sau 12 tháng. Tiếp theo là iPhone X 10%, iPhone 11 7% và iPhone XS 4%. Câu ngạn ngữ cổ đúng là những điều tốt đẹp nhất đến với những người biết chờ đợi. Tốt nhất hãy bắt đầu tiết kiệm nếu bạn muốn mua iPhone 13. Chia sẻ hữu ích nhé!